Hiện tại thì ngày hôm nay Nhật đang đi chợ Bình Điền nha mọi người. Đó. Mình sẽ quay cái không gian chợ Bình Điền sau khi mà hết giãn cách cho mọi người coi. Bà con bán rất là đông nha. Đi mua tôm không? Chị có mua trái cây không? Trái cây kìa, coi thử đi. Đó, trái cây kìa mọi người. Má bơm lê đó. Rồi bây giờ mình sẽ quay qua bên đây cho mọi người coi nha. Tôm sống kìa, chị thấy không? Tôm sống. Đó, hiện tại thì chợ Bình Điền sau khi hết giãn cách thì bà con đã hoạt động trở lại nha mọi người. Đó. Đó, thì mình sẽ đi một vòng cho cả nhà xem nha. Đây là chợ Bình Điền nha quý vị. Nước ngập mọi người ạ. Chắc ra mình ở ngoài đầu đường ngoài kia mọi người nói là bán thiếu lắm chị Thí. Ở đâu?
chợ Bình Điền hôm nay là ngày 21 tây tháng 10 nha cả nhà. Ngày 21 tây tháng 10 mình chợ Bình Điền. Quay chợ bà con cô bác mình xem. Đây là bên con quầy thịt heo. Ở đâu vậy đấy? Ngồi xuống. Đây là trung tâm thương mại Bình Điền nè mọi người. Đây ngày hôm nay Nhật đi chợ Bình Điền. Sau lưng Nhật đó là cái không gian ở chợ Bình Điền đó cả nhà. Đó, rất là đông luôn, rất là đông, rất là nhộn nhịp nha. Ủa nhưng mà nó đâu có cho mình, nó đâu có cho mình đi ra đằng kia đâu. Không có ra đằng kia được, mà đi quẹo xuống được. Đi bến đò được. Bến đò đi qua đò hả? Dạ, 17, 18. Qua đò rồi đi về đâu? Về Chợ Lớn cũng được. Ừ, vậy thôi lát gì nó đi. Ghé đó đi xuống, đi qua bên Gió Kẹt, về Chợ Lớn. Ừ, vậy được gần nữa. Đi quẹo xuống đi, hết đường đi quẹo xuống. Là tụi em có xuống đò không? Đó. Ok, vậy đi cho nó dễ. Đó, đi rồi nè. Rồi ok, vậy lát hỏi người ta là biết không? Dạ. Đó thì một lát nữa mình sẽ trải nghiệm mình đi xuống đò cho mọi người coi nha mọi người. Qua không có đi đò. À, bây giờ là quay ra đây đúng không? Hải sản bây giờ ở đây hết rồi. Mình tính mua cái gì nghiêu nghiêu hay là ngò sò gì đi ăn thử. Vòng vòng nãy giờ chưa mua được gì chứ. Vòng vòng nãy giờ mua được trứng thôi mà. Ăn mấy con ốc nó nhỏ quá làm biến, cái làm biến lệ. Nè cá này có mua không cá kìa. Ủa gì? Bước xuống đi chị, bước xuống. Bên kia là bán đây là bán ốc nè mọi người. Bên đó là gì sợ luôn bà con. Bên đó là bán gà vịt nha. Bán gà vịt. Ủa giờ sao? Đây xong rồi. Chồng có đó mua tôm mực cũng lấy bán đó. Đây
mua luôn hả? Đây quý vị ơi, em sẽ quay cho quý vị xem tiếp tục nha. Nhật muốn mua hải sản nhưng mà cũng chưa có thấy cái gì đâu mà mua, chưa có thấy cái gì để mua. Em muốn mua ốc hay là gì đó về ăn nha trời. Một cái này cũng đang nhật. Người kỹ ra kỹ dạng nha. Cũng gì? Đây trái cây nè. Thôi giọng gì em đi thẳng luôn á. Mua gì nãy mà đi vòng vòng hoài à, có mua chưa? Không mua gì hết trơn mà đi vòng vòng. Em đi đường phà về đó nha. Em đã đi xuống phà để em đi về quận 6 nha mọi người. Tại vì cái này chợ Bình Điền không có mở cửa cho nên là phải đi bằng đò. Lấy chú cái bánh đùi gà đó với cái bánh tiêu.
nhiêu con gái? Đầu tiên mà chị phải đi